Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia dự án để nhận 5 cái token PEED nhé. Thì để tham gia vào cái dự án này thì mọi người bấm vào đường link mình để dưới phần ghim của bình luận nhé. Sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ. Rồi sau khi vào cái giao diện của nó ấy, thì mọi người bấm vào tôi không phải là người máy để xác minh. Rồi sau đó là bấm tiếp tục. Rồi ok, sau khi bấm tiếp tục thì nó sẽ chuyển sang các mục để làm nhiệm vụ cho mình. Và ở đây mọi người cần phải điền các thông tin. Họ, tên, địa chỉ email và địa chỉ ví nhé. Rồi, sau đó mọi người điền cái địa chỉ ví vào. Bấm tham gia. Rồi sau đó mọi người sẽ phải kiểm tra mail để nhập, để lấy một cái mã nó gửi cho mình và nhập cái mail vào đây. Ok, mọi người mở mail ra này. Rồi, sau đó mở mail của nó ra. Lấy cái mã của nó. 4149. Rồi, sau đó bấm xác nhận. Và bắt đầu làm các nhiệm vụ. Thì đây là cái trang web của nó sẽ hướng dẫn cái cách chơi của cái game này. Đây là một cái token game nhé, rất là tiềm năng. Rồi ok, sau khi ghé thăm vào cái trang web của nó thì mọi người quay trở lại. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo là tham gia vào nhóm Telegram. Rồi mọi người chọn join nhé. Rồi, sau đó là chọn I'm not a bot cho mình. Ok, quay trở lại. Và nhập cái username của Telegram. Rồi tiếp theo thì mọi người follow Twitter. Tham gia tiếp kênh Telegram. Có hai kênh Telegram nhé. Rồi mọi người quay trở lại và nhập username vào. Ok, đó là follow Twitter. Rồi đó là quay trở lại là các nhiệm vụ trên biểu mẫu này nó cũng gần giống như là biểu mẫu của Lemio, rất là đơn giản. Mọi người nhập username cho mình. Rồi, bấm tiếp theo là sẽ tweet lại cái bài đăng của nó. Rồi mọi người chọn like và retweet lại. Ok, quay trở lại. Rồi và nhập username. Rồi sau đó bấm vào tôi đã tweet. Nhiệm vụ tiếp theo là theo dõi Medium. Thì mọi người bật VPN lên. Rồi ở đây mọi người mở VPN lên và truy cập vào. Rồi mọi người chọn follow nhé. Ok, sau đó bấm vào cái biểu tượng trên này để xem cái username. Thì đây, username chính là đây nhé. Mọi người ghi cái username này vào. Rồi quay trở lại bot. À, quay trở lại biểu mẫu. Điền username của Mediu. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ cuối cùng
nó sẽ xuất hiện một cái đường link để mọi người đi chia sẻ để nhận thêm những cái insight ấy. Mọi người sao chép cái đường link này để đi chia sẻ cho anh em bạn bè để nhận thêm cái điểm của nó nhé, là tăng cơ hội trúng thưởng. Rồi, ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.